Xin chào tất cả các em, sau đây thì cô sẽ hướng dẫn các em giải bài tập số 22 sách giáo khoa trang 15 biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính. Chúng ta có 4 biểu thức như thế này đúng không ạ? Thì các bạn nhìn vào đây, các bạn có thấy biểu thức dưới dấu căn chúng ta có thể áp dụng hẳn thức số 3, đó là A bình trừ B bình thì bằng A trừ B nhân A cộng B đúng không ạ? Ngoài ra chúng ta thực hiện khai phương một tích với hai số A và B không âm thì ta có căn bậc 2 của A nhân B bằng căn A nhân căn B. Và dùng hẳn đẳng thức về căn bậc 2 là căn bậc 2 của A bình bằng trị tuyệt đối của A mà hôm trước chúng ta học để chúng ta giải được bài tập 22. Vậy lời giải chi tiết của bài tập 22 như sau. Các bạn nhìn nhé. Lời giải chi tiết. Ý A, chúng ta có căn bậc 2 của 13 bình trừ đi 12 bình thì bằng căn bậc 2 của 13 trừ 12 nhân với 13 cộng 12 đúng ạ, và sẽ bằng là căn bậc 2 của 1 nhân với 25 và bằng căn bậc 2 của 25. 25 chúng ta biến đổi thành 5 bình phương như thế này, vậy chúng ta được bằng 5 đúng ạ. Đến ý B chúng ta có là gì các bạn nhỉ? Ý B chúng ta có là căn bậc 2 của 17 bình trừ đi 8 bình thì bằng căn bậc 2 của 17 trừ đi 8 đóng mở ngoặc nhân với 17 cộng 8. Vậy chúng ta sẽ bằng 17 trừ đi 8 là bằng 9 nhân với 25 đúng không ạ? Sẽ bằng căn bậc 2 của 9 nhân căn bậc 2 của 25 và sẽ bằng bao nhiêu? Bằng căn bậc 2 của 3 bình nhân căn bậc 2 của 5 bình. Vậy bằng 3 nhân 5 và bằng 15 đúng không ạ? Đến câu C, chúng ta có căn bậc 2 của 117 bình trừ đi 108 bình thì sẽ bằng căn bậc 2 của 117 trừ đi 108 đóng mở ngoặc nhân với 117 cộng 108. Vậy sẽ bằng gì các bạn nhỉ? Sẽ bằng 117 mà trừ đi 108 thì chúng ta chính là bằng 9 nhân với, ở đây là gì ạ? 225. Vậy các bạn tách thành căn bậc 2 của 9 các bạn có thể viết là thành 3 bình phương. 225 các bạn tách thành 15 bình phương. Vậy cô sẽ biết được thành căn bậc 2 của 3 bình nhân căn bậc 2 của 15 bình và sẽ bằng là gì ạ? 3 nhân 15 và bằng 45. Đúng không ạ? Đến câu D, căn bậc 2 của 313 bình trừ đi 312 bình thì sẽ bằng 313 ở đây trừ đi 312 đúng không ạ? Nhân với 313 cộng với 312 được chưa? Và sẽ bằng, các bạn có căn bậc 2 của 313 mà trừ đi 312 bằng 1 đúng không ạ? Nhân với 625 đúng không ạ? Vậy nó sẽ bằng căn bậc 2 của 625. Mà 625 thì các bạn có sẽ bằng là gì ạ? 25 bình. Đúng ạ? Vậy đáp số của chúng ta sẽ bằng 25. Vậy cô và các bạn đã giải xong bài tập số 22 sách giáo khoa trang 15.